Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và giới thiệu cho anh em về cái quảng cáo của shop á, ADS của shop mà bên Shopee mới update mới cập nhật nhá. Thì cái quảng cáo này thì nó chỉ dành cho hiện tại giờ ấy, nó mới update cho các cái bạn là shop mail và shop yêu thích thôi. Thì tại sao như vậy? Bởi vì là thứ nhất là muốn test, cái thứ hai là nó muốn tập trung vào cái đối tượng khách hàng nào sẵn sàng chi trả ấy, trước để nó xem là cái sự hiệu quả đến đâu đã. Còn về sau thì mình nghĩ là kiểu gì kiểu nó cũng sẽ update trên tất cả các shop thôi, nên các bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này. Cái thứ hai là mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là vậy thì cái quảng cáo ADS của shop này nó là cái gì và làm sao để mà mình chạy quảng cáo, thiết lập nó như nào, rồi là tiếp theo là làm thế nào để chạy quảng cáo cái này nó cho hiệu quả nhá. Thì đây thì thứ nhất đó là cái quảng cáo này là tăng, chủ yếu nó dùng để tăng hiển thị và cái khả năng bán hàng và khả năng hiển thị của cái cửa hàng. Ngày xưa các bạn thấy không, cái ô này là mình có dạy mọi người rồi đó, mình có thể SEO để cho lên top bằng tay được, tức là mình đặt cái tên shop trùng sát cái từ khóa luôn thì nó sẽ lên trên này. Nhưng bây giờ thì Shopee đã lấy cái ô này và nó dành cho là để nó chạy quảng cáo mất rồi. Thì cái này nó sẽ đề xuất cái shop của mình để nó hiển thị ở đây. Đó, hiển thị ở trên đầu tiên này, search cái ra đầu tiên xong mới lấy sản phẩm. Nếu các bạn lên Shopee còn tìm còn sẽ thấy, cũng sẽ thấy đây, mình sẽ vào mình tìm một cái sản phẩm gì đấy. Vừa nãy nó ghi là đấu thầu đúng không? Mới có chạy không? Cái này nó không chạy. Túi xem nào. Sao cái này có khá ít người chạy? Khá là ít người chạy, họ chưa chạy. Đây là được tài trợ này các bạn thấy không? Thằng này đang chạy này. Thằng này là nó đang chạy cái như mình đang chia sẻ đây, tức là chạy quảng cáo về shop đấy. Tiếp theo thì cái quảng cáo shop này đang trong cái giai đoạn thử nghiệm nhé, giống như mình vừa chia sẻ, nên là nó chỉ hiển thị ở đây thôi, còn tương lai thì nó sẽ hiển thị thêm nhiều vị trí hơn nữa. Và nếu các bạn càng về sau thì các bạn càng mất nhiều tiền thôi, nên là anh em nào mà tranh thủ làm được SEO tự nhiên nữa, hoặc là tranh thủ để cho cái sản phẩm mình lên trên top, hoặc là xây dựng cái shop của mình nó to rồi á, thì sau này nó rất là dễ. Còn nếu mà không thì sau này chỉ có rót tiền mà thôi. Tiếp theo là tại sao mình lại nên sử dụng cái quảng cáo này. Thứ nhất là nó sẽ tăng cho mình cái độ nhận biết về cái shop của bạn. Cái này nó nằm trong một cái làm trong một cái chiến lược tư duy, đó là mình hiển thị càng nhiều trước mặt khách hàng á, thì khách hàng thì càng dễ có thể chốt đơn. Chẳng hạn nhá, chẳng hạn khi mình xuất từ tai nghe á, trên này hiển thị này, dưới này hiển thị này, dưới này hiển thị này, tức là 3 lần thì gần như cái tỷ lệ chốt của nó rất là cao, 50%. Các bạn làm sao các bạn hiển thị càng nhiều thì cái tỷ lệ chốt càng càng cao. Và các bạn để ý là tỷ lệ hiển thị càng nhiều vậy thì phải làm sao để khách hàng họ biết được là đâu là sản phẩm của mình. Đấy, tỷ lệ hiển thị vậy thì phải làm sao để cho khách hàng biết được đâu là sản phẩm mình. Thì các bạn có thể chơi một cái chiến lược, đó là chụp ảnh của mình. Đấy, làm cái avatar ở đây. Đấy, sau đó thì cho cái ảnh của mình vào đây, cho cái ảnh vào góc góc sản phẩm này, nhìn một loạt toán đấy của mình hết, thì đương nhiên là khách hàng họ họ sẽ bị ghim vào trong đầu, họ sẽ bị ghim trong đầu, họ nhớ à tai nghe phải là của ông này, đấy, cái mặt đây này tròn tròn hoặc là giống như mình ấy chọc đầu chẳng hạn, đi tai nghe phải là cái ông chọc đầu để bán thì mới là hàng chính hãng, là cái chiến lược nhá. Thì các bạn nào mà có những sản phẩm đặc trưng anh em có thể chơi cái chiến lược này phủ. Shop của mình sẽ xuất hiện ở cái vị trí trên cùng, thúc đẩy người mua truy cập vào cái shop của bạn. Thì khi mà người mua vào shop của mình thì mình có cơ hội bán được nhiều sản phẩm hơn là chỉ có chạy được một sản phẩm, tăng doanh số thì đương nhiên rồi, kiểm soát chi phí. Ok, thì cái này cũng tính theo đấu thầu và tính theo lượt nhấp chuột giống như là quảng cáo một sản phẩm thôi. Làm thế nào để thiết lập quảng cáo thì thứ nhất là chọn được một cái từ khóa liên quan đến shop của mình, shop mình bán thì mình chạy cái đấy, hoặc là sản phẩm mình có cái gì mình chạy cái đấy. Thiết lập giá thầu, đấy. Thầu để thằng nào giá cao thằng hiển thị. Thiết lập ngân sách, có thể thiết lập. Anh em dừng lại một phút, ấn like, ấn chia sẻ nha, ấn đăng ký kênh, và mọi người nhớ là ấn một cái chuông nhỏ nhỏ này để nhận những video mới nhất nha. Vào đây nha. Ok, một cái như là nó gần như là quảng cáo kia thôi, tùy chọn cập nhật cửa hàng bạn muốn quảng cáo này. Thì cái này nó cũng tính phí như cái kia, tức là khi mà ai nhấp vào quảng cáo thì nó sẽ tính theo lượt click. Quảng cáo thì sẽ hiển thị ở trên đầu. Thì cái quảng cáo này nó được tính toán bởi hai yếu tố, một là giá thầu, thằng giá cao thắng được, hai là mức độ liên quan, càng liên quan thì sẽ càng được hiển thị cao. Và cái chỗ này nó liên quan một số cái như là điểm đánh giá, là tỷ lệ phản hồi hoặc tỷ lệ hủy đơn,
cái này mọi người cần chú ý nhá. Có thể dùng cái quảng cáo này ở đâu? Thì thứ nhất, ai có thể sử dụng cái quảng cáo này thì thứ nhất là giờ nó chỉ là áp dụng cho Shopee và Shopmail thôi. Các bạn có thể xem Shopee thêm ở đây. Đấy. Shopee là mình đã mở sẵn đấy. Shopee là gì thì các bạn có thể đọc thêm cái bài Shopee ở đây của mình. Đấy. Thì mình mới mở ra cái blog đó là fanticnho.com. Anh em nào có hay đọc blog thì có thể vào trong này để cập nhật tin tức nhé. Mình cũng hay mình thời gian tới đây mình sẽ hay viết bài trong này để chia sẻ cho anh em. Đó. Tiếp theo vậy thì thiết lập như thế nào? Thì đây là cái phần thiết lập quảng cáo ADS này. Thiết lập này. Đó, thì đầu tiên anh em tham khảo xem nó là cái gì. Cái rất là dễ thôi. Chọn một cái từ khóa thì như nãy mình chia sẻ thì mọi người nên chọn những từ khóa mà liên quan đến shop của mình, những cái tên thương hiệu, tên ngành hàng này, rồi sản phẩm mà shop bạn bán này. Đấy là những cái mà các bạn nên tập trung vào. Đấy. Tiếp theo này. Rồi là những cái hoạt động mô tả và các cái tình huống mà sản phẩm bạn được sử dụng, chẳng như là dã ngoại này, leo núi, đồ thể thao này. Thêm ít nhất 10 từ khóa. Tiếp đi nhá, thêm ít nhất 10 từ khóa. Sử dụng những từ khóa mở rộng này để tiếp cận nhiều người, hoặc là sử dụng từ khóa chính khác. Thì cái này nói chung là nó tương tự như là các bạn chạy một sản phẩm thôi. Rồi chú ý về giá thầu này. Và các bạn nên để ý với một số các từ khóa liên quan đến ở đây nó sẽ hạn chế những từ khóa được người mua sử dụng để tìm một shop cụ thể. Ví dụ như mình không nên là chạy những cái từ khóa của shop đối thủ như thế. Thiết lập ngân sách này. Cái đấy rất dễ, các bạn vào bạn sẽ thấy làm sao để tối đa hiệu quả của shop. Quảng cáo này hiện tại ấy, đang thì có khi để mà cái shop của mình có một cái vị trí lợi thế ấy, trong cái lúc mà người ta tìm kiếm ấy, thì bạn phải có một cái shop nó thu hút khách hàng rồi, tức là mình phải tập trung một cái vấn đề đó là tối ưu chăm sóc cái trang shop của mình á, làm sao trang trí cho đẹp rồi là dễ nhìn để khách hàng vào hàng xem được là cần mua sản phẩm nào, họ biết ngay sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào đang hot nhất, sản phẩm nào quảng cáo nhiều nhất, khuyến mại. Đấy, vụ thế thì khi mà mình kéo được khách hàng vào trong shop của mình rồi, mình cái tỷ lệ chuyển đổi thành đơn hàng sẽ cao. Các bạn có thể tham khảo thêm những cuốn ebook của mình viết ở trong cái chỗ kinhdoanh7ngay.com nhé. Ok, tiếp theo là tối ưu hóa. Tối ưu hóa thì tối ưu hóa như nào thì mọi người để ý một số cái này thôi. Đầu tiên là để tăng cái độ hiển thị của cửa hàng nhé, cho cái shop của mình lên á. Thì chúng ta có một số cái chỉ số như là lượt xem này, lượt xem shop và lượt click này. Lượt xem là cái lượt xem cái từ khóa đấy. Thì sau đó thì lượt xem shop là lượt kích của họ xem. Thì mấy cái này lượt kích và càng cao thì chứng tỏ là cái content của bạn càng tốt, cái từ khóa bạn chạy càng tốt. Thế còn về còn tỷ lệ convert thành sản phẩm đơn hàng thì các bạn phải xem lại cái sản phẩm của mình, cái content của mình, cái tỷ lệ có cao không. Thì nếu bạn có lượt xem thấp thì hãy xem lại các từ khóa xem có đủ 10 từ khóa chưa, thêm những cái từ khóa vào, thay đổi những cái từ khóa cố định nó thành những cái từ khóa mở rộng, những từ khóa chính xác nó thành từ khóa mở rộng để cái quảng cáo nó được hiển thị nhiều hơn. Xem những từ khóa nào không có lượt xem thì xóa đi. Nếu mà bạn vẫn thấy lượt xem shop không được cải thiện đó, hoặc là tăng giá thầu tăng lượt xem quá cao, hoặc là giá thầu để tăng lượt xem quá cao. Nếu bạn có lượt click shop thấp, tức là cái lượt mà họ kích họ xem á, hiển thị như vậy rồi, bây giờ đến lượt kích vào thì mình phải xem là cái những cái như tên này, logo, đánh giá, tỷ lệ phản hồi. Như thế nào mà tỷ lệ lượt kích thấp thì mình xóa bỏ đi. Đó, để mà tăng lợi nhuận thì các bạn cần phải để ý cho mình một số cái, ví dụ như là quảng cáo shop này á, có những cái thống kê ví dụ như là về doanh thu này, đấy, về tỷ lệ hoàn vốn này, rồi là tỷ lệ chi phí trên doanh thu này, rồi với những cái từ khóa mà có tỷ lệ hoàn vốn cao thì mình sẽ duy trì và để ý nó liên tục chạy, đừng tắt đi, cứ thế chạy thôi. Nếu mà không hiển thị thì hãy tăng giá. Đây. Tỷ lệ hoàn vốn bằng không thì được. Hãy xem một cái biểu đồ trong vòng 7 ngày. Các bạn có thể truy cập thẳng với trang là fanticnho này, các bạn xem nhé. Chúng con đó là toàn bộ những cái liên quan đến việc đó là Shopee nó mới mở một cái chức năng đó là chạy quảng cáo cho shop.
là hiển thị đây này. Thì anh em có thể nghiên cứu và bật cái quảng cáo này lên. Hiện tại thì cái này đang open cho những shop yêu thích và shop mail, còn shop thường thì chưa có. Đấy là một cái ưu điểm. Vậy nên anh em mà chưa cài được shop mail, chưa cài được shop yêu thích thì cứ cài đi. Cài rất là dễ thôi. Anh em chỉ cần có 100 đơn hàng một tháng là được. Thế còn cách để mình đặt đất ảo vậy, anh em có thể tham khảo một số cái khóa học, cái lớp của bên mình á, rất là dễ làm, ai cũng làm được nhá. Ok, bye bye anh em. Thì anh em thấy hay thì nhớ like, share, ấn đăng ký kênh của họ mình nhá. Với lại cái tài liệu này mình sẽ để bên dưới, anh em nào cần thì anh em hãy truy cập thẳng vào đây anh em xem. Ok, bye bye anh em.